tất cả chư Phật và các Bồ Tát khen ngợi diễn nói phạm hạnh thanh tịnh, thể nguyện tu hành đều khiến cho viên mãn. Hết thầy mười phương chư Phật và tất cả Bồ Tát, các ngài khen ngợi diễn nói phạm hạnh thanh tịnh, Bồ Tát phát đại thệ nguyện, tu hành 20 thứ phạm hạnh, thầy đều khiến cho viên mãn đến được cảnh giới không thiếu khuyết. Đó là phạm hạnh không phá, phạm hạnh không thiếu, phạm hạnh không tạp, phạm hạnh không vết, phạm hạnh không mất, phạm hạnh không che đậy, phạm hạnh được khen ngợi, phạm hạnh không chỗ nương, phạm hạnh không chỗ được, phạm hạnh thanh tịnh tăng ích cho Bồ Tát, phạm hạnh chư Phật ba đời thực hành, phạm hạnh vô ngại, phạm hạnh không chấp trước, phạm hạnh không tranh, phạm hạnh không diệt, phạm hạnh an trụ, phạm hạnh không gì sánh bằng, phạm hạnh không động, phạm hạnh không loạn, phạm hạnh không sân hận. Những phạm hạnh đó là: một, phạm hạnh không phá, phạm hạnh giữ gìn giới luật; hai, phạm hạnh không thiếu, tức là tu tất cả hạnh nhẫn nhục mà không thiếu khuyết; ba, phạm hạnh không tạp, tức là phạm hạnh thanh tịnh chẳng có tạp nhiễm; bốn, phạm hạnh không vết, tức là phạm hạnh chẳng có tì vết nào; năm, phạm hạnh không mất, tức là phạm hạnh chẳng có sự mất mát không tu; sáu, phạm hạnh không che đậy, tức là phạm hạnh chẳng có sự che đậy; bảy, phạm hạnh được Phật khen ngợi, tức là phạm hạnh được Phật khen ngợi người thực hành; tám, phạm hạnh không chỗ nương, tức là phạm hạnh chẳng có chỗ nương tựa; chín, phạm hạnh không chỗ được, tức là phạm hạnh chẳng có chỗ đắc được; mười, phạm hạnh tăng ích cho Bồ Tát, tức là phạm hạnh tăng thêm lợi ích cho Bồ Tát; 11. Phạm hạnh chư Phật ba đời thực hành, tức là phạm hạnh chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, mười phương tất cả chư Phật đều tu hành; 12. Phạm hạnh vô ngại, tức là phạm hạnh chẳng có sự chướng ngại; 13. Phạm hạnh không chấp trước, tức là phạm hạnh chẳng có sự chấp trước; 14. Phạm hạnh không tranh, tức là phạm hạnh chẳng có tranh luận; 15. Phạm hạnh không diệt, tức là phạm hạnh chẳng có tội nghiệp có thể diệt; 16. Phạm hạnh an trụ, tức là phạm hạnh an trụ nơi thanh tịnh; 17. Phạm hạnh không gì sánh bằng, tức là phạm hạnh không có gì so sánh bằng; 18. Phạm hạnh không động, tức là phạm hạnh không có làm lay động được; 19. Phạm hạnh không loạn, tức là phạm hạnh không thể tán loạn; 20. Phạm hạnh không sân hận, tức là phạm hạnh chẳng có sự sân hận; phạm hạnh tức là hạnh thanh tịnh lợi tha, tức cũng là pháp đoạn tuyệt dâm dục. Tu hành thanh tịnh mới sinh ra phạm hạnh, tu bốn tầm vô lượng bèn sinh ra hạnh nghiệp phạm thiên nên gọi là phạm hạnh. Phật tử nếu đại Bồ Tát vì mình tu hành phạm hạnh thanh tịnh như vậy, tức khắp vì tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ, khiến cho tất cả chúng sinh đều được khai ngộ thấu hiểu, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được không dơ bẩn, khiến cho tất cả chúng sinh đều được chiếu sáng, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các bụi trần nhiễm ô, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự chướng ngại, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các nhiệt não, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự trói buộc, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các điều ác, khiến cho tất cả chúng sinh không còn các não hại, rốt ráo được thanh tịnh. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ các lành. Nếu vì mình tu hành phạm hạnh thanh tịnh, đó tức là vì khắp tất cả chúng sinh đắc được 20 điều lợi ích: một, khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ nơi phạm hạnh; hai, khiến cho tất cả chúng sinh đều được khai ngộ hiểu rõ các pháp; ba, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu trí huệ; bốn, khiến cho tất cả chúng sinh đều được tư tưởng thanh tịnh; năm, khiến cho tất cả chúng sinh đều chẳng còn hành vi cấu bẩn; sáu, khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ quang minh chiếu sáng khắp cùng; bảy, khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khỏi tất cả pháp bụi trần ô nhiễm; tám, khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khỏi tất cả pháp chướng ngại; chín, khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khỏi tất cả nhiệt não đắc được mát mẻ; mười, khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khỏi tất cả sự trói buộc đắc được tự tại; 11. Khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả nghiệp ác; 12. Khiến cho tất cả chúng sinh đều không còn tất cả sự não hại đắc được rốt ráo thành tịnh. Tại sao? Vì đại Bồ Tát tự mình ở nơi phạm hạnh không được thanh tịnh thì không thể khiến cho họ được thanh tịnh. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự thối chuyển thì không thể khiến cho họ được không thối chuyển. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự mất hoại thì không thể khiến cho họ không có sự mất hoại. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự xa lìa thì không thể khiến cho họ thường không xa lìa.
Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự giải đãi thì không thể khiến cho họ không sinh sự giải đãi. Mình ở nơi phạm hạnh mà không sinh tin hiểu thì không thể nào khiến cho họ sinh tin hiểu. Mình ở nơi phạm hạnh mà không an trụ thì không thể nào khiến cho họ được an trụ. Mình ở nơi phạm hạnh mà không chứng nhập thì không thể nào khiến cho tâm họ chứng nhập được. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự buông bỏ thì không thể nào khiến cho họ luôn không buông bỏ. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự tán động thì không thể nào khiến cho tâm họ không tán động. Đây là nhân duyên gì? Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo tích tụ được thứ công đức. Chính mình không thể dùng thân làm phép tắc vì người làm mô phạm thì làm sao giáo hóa người. Tóm lại, chính mình không thanh tịnh mà dạy người thanh tịnh thì không thể nào được. Chính mình không lìa khỏi dục niệm mà dạy người lìa khỏi dục niệm cũng không thể nào được. Chính mình không dứt hoặc mà dạy người dứt hoặc cũng không thể nào được. Nói chung, sự thực hành của mình không đủ tiêu chuẩn thì làm sao hướng dẫn người. Dưới đây nói ra 10 điều không thể được. 1. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không thanh tịnh thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh được thanh tịnh. 2. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh sinh tâm thối chuyển thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh không sinh tâm thối chuyển. 3. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự mất hoại, trì giới không viên mãn thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có sự mất hoại, trì giới viên mãn. 4. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự xa lìa thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh không xa lìa phạm hạnh. 5. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh giải đãi thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh không sinh giải đãi. 6. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không sinh tin hiểu thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm tin hiểu. 7. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không an trụ thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi phạm hạnh. 8. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không chứng nhập thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh chứng nhập phạm hạnh được. 9. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự buông bỏ thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh luôn không buông bỏ phạm hạnh được. 10. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự tán động thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh tâm chẳng tán động vì Ngài đã hoàn toàn mất đi tác dụng lãnh đạo. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát trụ hạnh không điên đảo, nói pháp không điên đảo, lời nói thành thật, như nói về tu hành, thanh tịnh thật miệng ý, để khỏi các tạp nhiễm, trụ hạnh vô ngại, diệt tất cả chướng ngại. Đại Bồ Tát tự mình được tâm thanh tịnh, cũng vì họ diễn nói pháp tâm thanh tịnh, tự mình tu hòa nhẫn, dùng các căn lành điều phục tâm mình, cũng khiến cho họ hòa nhẫn, dùng các căn lành điều phục tâm mình. Tự mình lìa khỏi nghi hối, cũng khiến cho người khác vĩnh viễn lìa khỏi nghi hối. Tự mình được niềm tin thanh tịnh, cũng khiến cho họ được niềm tin thanh tịnh bất hoại. Tự mình trụ chánh pháp, cũng khiến cho chúng sinh an trụ chánh pháp. Đây là nguyên nhân gì? Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo tích tập đủ thứ căn lành, trụ trong hạnh không điên đảo, diễn nói Phật pháp không điên đảo, lời nói ra đặc biệt thành thật, ý chiếu theo pháp môn đã nói ra, nỗ lực tu hành thanh tịnh thân miệng ý bà nghiệp, lìa khỏi tất cả pháp tạp nhiễm, trụ nơi hạnh môn chẳng có chướng ngại, tiêu diệt tất cả pháp chướng đạo. Đại Bồ Tát tự mình đắc được tâm thanh tịnh mới có thể vì người khác diễn nói pháp tâm thanh tịnh. Tự mình tu hành nhẫn nhục và la mật, dùng tất cả căn lành điều phục tâm mình, cũng khiến cho người khác tu pháp môn hòa khí nhẫn nhục, dùng tất cả căn lành của mình tích tập được điều phục tâm mình. Tự mình lìa khỏi tâm hoài nghi và hối hận, cũng khiến cho người khác vĩnh viễn lìa khỏi nghi hối. Tự mình đắc được tâm tin thanh tịnh, cũng khiến cho người khác đắc được tâm tin thanh tịnh bất hoại. Tự mình trụ nơi chánh pháp, cũng khiến cho người khác an trụ ở trong chánh pháp. Chánh pháp tức là chánh tri chánh kiến, có chánh tri chánh kiến rồi mới có thể giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được chánh tri chánh kiến, bằng không thì được pháp tà tri tà kiến. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành do bố thí pháp sinh ra hồi hướng như vậy: nguyện cho tôi đắc được pháp môn vô tận của tất cả chư Phật, các vị chúng sinh phân biệt giải nói đều khiến cho họ hoan hỷ, tâm được đầy đủ, tiêu diệt tất cả ngoại đạo dị luận. Nguyện cho tôi có thể vì tất cả chúng sinh diễn nói biện pháp của chư Phật ba đời. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ căn lành, đem căn lành công đức do bố thí pháp sinh ra, vì chúng sinh hồi hướng phát đại thệ nguyện như vậy. 1. Tôi nguyện đắc được pháp môn vô tận của tất cả chư Phật. 2. Tôi nguyện
khắp vì tất cả chúng sinh phân biệt giải nói nghĩa lý kinh điển. Ba, tuệ nguyện có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều được pháp hỷ, tâm sinh ra an vui đầy đủ. Bốn, tuệ nguyện có thể diệt hết sạch tất cả dị luận của ngoại đạo. Năm, tuệ nguyện có thể vì tất cả chúng sinh diễn nói biện pháp của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đã nói. Nơi sinh khởi của mỗi mỗi pháp, nghĩa lý của mỗi mỗi pháp, danh ngôn của mỗi mỗi pháp, an lập của mỗi mỗi pháp, giải nói của mỗi mỗi pháp, hiển bày của mỗi mỗi pháp, môn hộ của mỗi mỗi pháp, ngộ nhập của mỗi mỗi pháp, quan sát của mỗi mỗi pháp, phần vị của mỗi mỗi pháp đều được vô biên vô tận pháp tạng, đắc được vô sở ý, đủ bốn biện tài, dẫu vì chúng sinh phân biệt giải nói, hết thuở vị lai cũng không hết được. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh lập chí nguyện thủ thắng, sinh ra biện tài vô ngại, không sai lầm. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả pháp thanh tịnh quang minh, tùy theo loại tiếng diễn nói không dứt. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tin sâu hoan hỷ, trụ nhất thiết trí, thấu rõ các pháp không có mê hoặc, Bồ Tát phát nguyện. 6. Tôi nguyện đối với sự sinh khởi của mỗi thứ pháp, nghĩa lý của mỗi thứ pháp, danh ngôn của mỗi thứ pháp, sự an lập của mỗi thứ pháp, giải nói mỗi thứ pháp, hiền bày của mỗi thứ pháp, môn hộ của mỗi thứ pháp, sự ngộ nhập của mỗi thứ pháp, quan sát mỗi thứ pháp, phần vị mỗi thứ pháp, thầy đều đắc được pháp tạng vô biên vô tận. 7. Tôi nguyện đắc được bốn vô sở ý, đầy đủ bốn biện tài vô ngại, rộng vì tất cả chúng sinh phân biệt giải nói nghĩa lý của tất cả các pháp, hết thuở vị lai cũng không khi nào hết được. 8. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh lập chí nguyện thù thắng, sinh ra biện tài không có sự chướng ngại, không có sự sai lầm, không có sự quên mất. 9. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ, học tập Phật Pháp. 10. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả pháp quang minh thanh tịnh, tùy thuận giống loài và tiếng nói của chúng sinh, diễn nói Phật Pháp chẳng có lúc nào gián đoạn. 11. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh tin sâu Phật Pháp, hoan hỷ Phật Pháp, trụ ở trong nhất thiết trí huệ, phân biệt thấu rõ nghĩa lý của các pháp, chẳng có sự mê hoặc. Bồ Tát tự nghĩ rằng, tôi sẽ ở khắp trong tất cả thế giới, vì các chúng sinh tinh tấn, siêng năng tu tập, được vô lượng thân tự tại khắp pháp giới, được tâm rộng lớn vô lượng khắp pháp giới, đầy đủ vô lượng âm thanh thanh tịnh đồng pháp giới, thì hiện vô lượng chúng hội đạo tràng đồng pháp giới, tu vô lượng nghiệp của Bồ Tát đồng pháp giới, được vô lượng trụ của Bồ Tát đồng pháp giới, chứng được vô lượng bình đẳng của Bồ Tát đồng pháp giới, học vô lượng pháp của Bồ Tát đồng pháp giới, trụ vô lượng hạnh của Bồ Tát đồng pháp giới và vô lượng hồi hướng của Bồ Tát đồng pháp giới. Đó là Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng vì khiến cho chúng sinh đều được thành tựu nhất thiết trí. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ ở khắp trong tất cả thế giới vì tất cả chúng sinh tinh cần tu tập tất cả Phật Pháp, đắc được Pháp thân nhậm vận tự tại tận hư không khắp pháp giới, đắc được tâm từ rộng lớn vô lượng tận hư không khắp pháp giới, đầy đủ vô lượng âm thanh thanh tịnh đồng pháp giới, thị hiện vô lượng chúng hội đạo tràng đồng pháp giới, tu hành vô lượng nghiệp thiện của Bồ Tát tu đồng pháp giới, đắc được vô lượng hạnh của Bồ Tát tu đồng pháp giới, chứng được vô lượng bình đẳng của Bồ Tát tu đồng pháp giới, học tập vô lượng pháp của Bồ Tát tu đồng pháp giới, an trụ vô lượng hạnh của Bồ Tát thực hành đồng pháp giới, vào được vô lượng pháp môn hồi hướng của Bồ Tát tu đồng pháp giới. Đó là Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, đem mười thứ căn lành này vì tất cả chúng sinh hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu nhất thiết trí huệ, mới tu hành Bồ Tát đạo vì chúng sinh mà hồi hướng. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy, đó là vì muốn thấy vô lượng chư Phật đồng pháp giới, hiểu phục vô lượng chúng sinh đồng pháp giới, trụ trì vô lượng cõi Phật đồng pháp giới, chứng vô lượng trí của Bồ Tát đồng pháp giới, đắc được vô lượng vô sở ý đồng pháp giới, thành tựu vô lượng Đà La Ni của các Bồ Tát đồng pháp giới, đắc được vô lượng trụ không nghĩ bàn của các Bồ Tát đồng pháp giới, đủ vô lượng công đức đồng pháp giới, tràn đầy vô lượng căn lành lợi ích chúng sinh đồng pháp giới. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập vì chúng sinh hồi hướng như vậy. Đó là vì muốn thấy vô lượng các đức Phật đồng pháp giới, vì muốn điều phục vô lượng chúng sinh đồng pháp giới, vì muốn trụ trì vô lượng cõi Phật đồng pháp giới, vì muốn chứng được vô lượng trí huệ của Bồ Tát đồng pháp giới, vì muốn đắc được vô lượng vô sở ý đồng pháp giới, vì muốn thành tựu vô lượng tổng trì Đà La Ni
của Bồ Tát Đồng Pháp Giới, vì muốn đắc được vô lượng trụ không nghĩ bàn của Bồ Tát Đồng Pháp Giới, vì muốn đầy đủ vô lượng công đức Đồng Pháp Giới, vì muốn viên mãn vô lượng căn lành lợi ích chúng sinh Đồng Pháp Giới. Đó là chính điều hy vọng của Bồ Tát, tức cũng là pháp nghĩ tưởng của Bồ Tát. Lại nguyện cho do đem căn lành này khiến cho tôi được phước đức bình đẳng, trí huệ bình đẳng, lực bình đẳng, vô úy bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, tự tại bình đẳng, chánh giác bình đẳng, thuyết pháp bình đẳng, nghĩa bình đẳng, quyết định bình đẳng, tất cả thần thông bình đẳng, như vậy bình đẳng thảy đều viên mãn. Như tôi đắc được, nguyện cho tất cả chúng sinh cũng được như vậy, như tôi không khác. Bồ Tát lại phát nguyện, do nhờ đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho tôi, Bồ Tát Kim Cang Tràng đắc được phước đức bình đẳng, trí huệ bình đẳng, mười lực bình đẳng, vô úy bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, tự tại bình đẳng, chánh giác bình đẳng, thuyết pháp bình đẳng, nghĩa lý bình đẳng, quyết định bình đẳng, tất cả thần thông bình đẳng, các thứ pháp vừa nói ở trên thảy đều viên mãn. Như tôi đắc được tất cả pháp viên mãn, nguyện cho tất cả chúng sinh cũng đắc được pháp viên mãn bình đẳng như vậy, giống như tôi, không có gì khác biệt. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy, đó là như pháp giới vô lượng, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, trí huệ đắc được trọn không có lượng. Như pháp giới vô biên, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, thấy tất cả chư Phật chẳng có bờ mé. Như pháp giới vô hạn, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, đến cõi nước của chư Phật chẳng có giới hạn. Như pháp giới không bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, nơi tất cả thế giới tu hành Bồ Tát chẳng có bờ mé. Như pháp giới không dứt, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, trụ nhất thiết trí, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập được, vì chúng sinh hồi hướng đắc được mấy thứ lợi ích như vậy. Một, như pháp giới vô lượng, căn lành hồi hướng cũng như vậy, đắc được vô lượng trí huệ quang minh. Hai, như pháp giới vô biên, căn lành hồi hướng cũng như vậy, thấy được mười phương chư Phật đều không có bờ mé. Ba, như pháp giới vô hạn, căn lành hồi hướng cũng như vậy, đến cõi nước chư Phật mười phương chẳng có giới hạn. Bốn, như pháp giới không bờ mé, căn lành hồi hướng cũng như vậy, ở trong tất cả thế giới tu hành Bồ Tát chẳng có bờ mé. Năm, như pháp giới không dứt, căn lành hồi hướng cũng như vậy, chỗ nơi bậc nhất thiết trí huệ, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Như pháp giới một tánh, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, với tất cả chúng sinh đồng một trí tánh. Như pháp giới tự tánh thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo thanh tịnh. Như pháp giới tùy thuận, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều tùy thuận hạnh nguyện phổ hiền. Như pháp giới trang nghiêm, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh dùng hạnh phổ hiền mà làm trang nghiêm. Như pháp giới không thể mất hoại, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, khiến cho các Bồ Tát vĩnh viễn không mất hoại các hạnh thanh tịnh. 6. Như pháp giới một tánh, căn lành hồi hướng cũng như vậy, đồng một tánh trí huệ. 7. Như pháp giới tự tánh thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được rốt ráo thanh tịnh. 8. Như pháp giới tùy thuận, căn lành hồi hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh đều tùy thuận hạnh nguyện của Bồ Tát phổ hiền. 9. Như pháp giới trang nghiêm, căn lành hồi hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh dùng hạnh phổ hiền mà làm trang nghiêm. 10. Như pháp giới không thể mất hoại, căn lành hồi hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả Bồ Tát vĩnh viễn không mất hoại, tất cả hạnh thanh tịnh đắc được trí huệ thanh tịnh. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện đem căn lành này thừa sự tất cả chư Phật Bồ Tát đều khiến cho hoan hỷ, nguyện đem căn lành này mau được hướng nhập tánh nhất thiết trí, nguyện đem căn lành này khắp tất cả mọi nơi tu nhất thiết trí, nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được qua thấy tất cả chư Phật, nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật hay làm Phật sự, nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh luôn được thấy Phật, đối với Phật sự không sinh tâm lười trễ, nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật tâm vui thanh tịnh chẳng có thối chuyển. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo lại đem căn lành này để chúng sinh hồi hướng như vậy, Bồ Tát phát ra 14 lời nguyện rằng: Một, nguyện đem căn lành này thừa sự mười phương chư Phật và Bồ Tát đều khiến cho các ngài đều đại hoan hỷ. Hai, nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh mau chóng vào trong tánh nhất thiết trí không điên đảo, đạt được trí huệ phá vô minh. Ba,
Nguyện đem căn lành này khắp cùng tất cả mọi nơi, khiến cho tất cả chúng sinh bất cứ ở đâu lúc nào cũng đều tu nhất thiết trí huệ. 4. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được qua thấy mười phương chư Phật, cúng dường chư Phật, lễ kính chư Phật. 5. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy mười phương chư Phật, ở trước chư Phật làm đại Phật sự trang nghiêm đạo tràng. 6. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy mười phương chư Phật, đối với Phật sự không sinh tâm lửa trễ. 7. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy mười phương chư Phật, tâm sinh hoan hỷ, thanh tịnh, chẳng có tâm không thối chuyển. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, tâm khéo hiểu rõ. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, không sinh chấp trước. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, thấu đạt vô ngại. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, thành hạnh phổ hiền. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật hiện ra ở trước, không lúc nào tạm xả bỏ. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật sinh ra vô lượng lực của Bồ Tát. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật nơi tất cả pháp vĩnh viễn không quên mất. 8. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được mười phương chư Phật, tâm khéo hiểu rõ lý thể thật tướng của các pháp. 9. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được mười phương chư Phật, không sinh tâm chấp trước, phá trừ vọng tưởng. 10. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được mười phương chư Phật, thấu rõ thông đạt các pháp, viên dung vô ngại. 11. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được mười phương chư Phật, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền Tu. 12. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được mười phương chư Phật thì hiện ở trước mặt, chẳng lúc nào tạm xả bỏ. 13. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được mười phương chư Phật sinh ra vô lượng thập lực thần thông của Bồ Tát. 14. Nguyện đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy được mười phương chư Phật đối với tất cả các pháp vĩnh viễn không quên mất. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem căn lành này hồi hướng như vậy, đó là hồi hướng không khởi tánh như pháp giới, hồi hướng căn bản tánh như pháp giới, hồi hướng tự thể tánh như pháp giới, hồi hướng không nương tánh như pháp giới, hồi hướng không quên mất tánh như pháp giới, hồi hướng không vô tánh như pháp giới, hồi hướng tịch tĩnh tánh như pháp giới, hồi hướng không xứ sở tánh như pháp giới, hồi hướng không lai động tánh như pháp giới, hồi hướng không sai biệt tánh như pháp giới. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập được vì chúng sinh hồi hướng như vậy. Đó là một hồi hướng không khởi tánh, chẳng có một tánh nào sinh khởi, chẳng có một tánh nào tiêu diệt giống như pháp giới. 2. Hồi hướng căn bản tánh vô cùng vô tận giống như pháp giới. 3. Hồi hướng tự thể tánh tận hư không khắp pháp giới, tự thể đều là pháp giới giống như pháp giới. 4. Hồi hướng không nương tánh, chẳng có sự nương tựa giống như pháp giới. 5. Hồi hướng không quên mất tánh, thể tánh chẳng quên đi cũng chẳng thất lạc giống như pháp giới. 6. Hồi hướng không vô tánh, pháp giới tuy nhiên là không nhưng bao là vạn hữu giống như pháp giới. 7. Hồi hướng tịch tĩnh tánh, để khỏi phiền não, để khỏi bờ mé giống như pháp giới. 8. Hồi hướng không xứ sở tánh, pháp giới vô tại vô bất tại, chẳng có một xứ sở nào giống như pháp giới. 9. Hồi hướng không lai động tánh, nó chẳng có biến đổi, chẳng lai động giống như pháp giới. 10. Hồi hướng không khác biệt tánh, nó chẳng có phân biệt, chẳng có đó đây giống như pháp giới. Phật tử Đại Bồ Tát lại đem pháp thí tuyên bày hết thảy, khai ngộ hết thảy, và nhờ đó mà khởi tất cả căn lành hồi hướng như vậy. Đó là nguyện cho tất cả chúng sinh thành pháp sư Bồ Tát, thường được chư Phật hộ niệm. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư vô thượng, phương tiện an đập tất cả chúng sinh nơi nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư không khuất phục, tất cả vấn nạn không thể cùng tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư vô ngại, được tất cả pháp vô ngại quang minh. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư trí tạng hay khéo léo nói tất cả Phật pháp. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo tích tập đủ thứ các căn lành, lại dùng pháp làm bố thí, tuyên bày hết thảy tất cả các pháp, khai ngộ hết thảy tất cả các pháp, nhờ đó mà sinh khởi tất cả căn lành, vì chúng sinh mà hồi hướng như vậy. Bồ Tát phát nguyện
khiến cho tất cả chúng sinh có tư cách là 12 loại pháp sư dưới đây. Đó là: một, nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành đại pháp sư Bồ Tát, thường được 10 phương chư Phật hộ niệm gia trì. 2, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư vô thượng, dùng pháp môn phương tiện khéo léo khiến cho tất cả chúng sinh an lập nơi nhất thiết trí huệ. 3, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư không khuất phục tất cả vấn nạn, đối đáp trôi chảy, chẳng cùng tận, chẳng có khi nào bị khuất phục. 4, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư vô ngại, có trí huệ biện tài vô ngại, đắc được tất cả pháp không chướng ngại, trí huệ quang minh. 5, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư trí tạng, trí huệ bảo tạng rất phong phú, hay dùng sự khéo léo diễn nói tất cả Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành pháp sư Như Lai tự tại, khéo phân biệt được trí huệ của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư Như Nhãn, nói pháp như thật, không do người khác dạy. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư Nhớ Trì tất cả Phật pháp, như lý diễn nói, không trái với câu nghĩa. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư tu hành đạo vô tướng đạo, dùng các tướng đẹp trang nghiêm cho mình, phóng vô lượng quang kéo vào các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư thân lớn, thân đó khắp cùng tất cả cõi nước, nổi mây pháp lớn, mưa các Phật pháp. 6. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đại pháp sư Như Lai tự tại, có thần thông nhậm phận tự tại, khéo phân biệt được trí huệ của Như Lai. 7. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư Như Nhãn, có mắt trí huệ diễn nói pháp chân như thật tướng, không do người khác chỉ dạy. 8. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư Nhớ Trì tất cả Phật pháp, như lý chân thật diễn nói pháp chân thật, không trái với cầu nghĩa. 9. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư tu hành đạo vô tướng, hành sở vô sự, chẳng có sự chấp trước, dùng các tướng tốt của Phật, 32 tướng, 80 vẻ đẹp mà trang nghiêm cho chính mình, có thể phóng ra vô lượng quang minh, kéo vào các pháp, minh bạch lý thể thật tướng của các pháp, vì chúng sinh sẽ nói đạo lý thật tướng, vô tướng. 10. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư thân lớn, dùng thân đó vào khắp cùng 10 phương tất cả cõi nước, nổi mây pháp lớn, mà vì tất cả chúng sinh 10 phương sẽ nói tất cả diệu pháp của chư Phật, khiến cho vô lượng chúng sinh thấu đại nghĩa của pháp tu trì Phật đạo. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư hộ pháp tạng, kiến lập tràng vô thắng, hộ trì các Phật pháp, khiến cho biển chánh pháp không khuyết giảm. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư tất cả pháp nhật, được biện tài của Phật, khéo nói các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư diệu âm phương tiện, khéo nói vô biên pháp giới tạo. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư đến bờ kia, dùng trí huệ thần thông khai chánh pháp tạo. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư an trụ chánh pháp, diễn nói trí huệ rốt ráo của Như Lai. 11. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư hộ pháp tạng, đời đời thường hộ trì Phật pháp, kiến lập tràng báu vô năng thắng, giữ gìn hết thảy tất cả Phật pháp, khiến cho biển chánh pháp không thiếu thốn cũng không giảm bớt. 12. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư tất cả pháp nhật, đắc được biện tài của Phật, phương tiện khéo léo diễn nói pháp của chư Phật nói. 13. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư diệu âm phương tiện, diễn vi diệu âm nói pháp chân thật, tuy nhiên là pháp chân thật nhưng cũng không trái với pháp phương tiện, pháp phương tiện cũng không trái với pháp chân thật, viên dùng vô ngại, vị pháp sư này khéo hay diễn nói vô biên pháp giới bảo tạng. 14. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư đến bờ kia, dùng trí huệ thần thông khai thị bảo tạng chánh pháp. 15. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư an trụ chánh pháp, diễn nói trí huệ pháp tạng rốt ráo của Như Lai, khiến cho chúng sinh ngộ vào trí huệ chân thật. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư thấu đạt các pháp, nói công đức vô lượng vô tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư không lừa dối thế gian, dùng phương tiện khiến cho nhập vào thật tế. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư phá các ma chúng, khéo giác biết tất cả ma nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư được chư Phật nhiếp thọ, nhiếp thọ tâm lìa khỏi cái ta và của ta. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư an ổn tất cả thế gian, thành tựu nguyện lực thuyết pháp của Bồ Tát. 16. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư thấu đạt các pháp, hay diễn nói công đức vô lượng vô tận của chư Phật mười phương. 17. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư không lừa dối thế gian, hay dùng pháp môn phương tiện khéo léo khiến nhập vào lý thể chân thật, tức cũng là vì giáo hóa chúng sinh, trước hết dùng quyền pháp để giáo hóa, tức là đạo lý vì thật thí quyền.
18. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư phán các ma chúng, khéo giác biết tất cả ma nghiệp, khéo điều phục được tất cả ma chúng, khéo tiêu diệt tất cả ma quân. Tóm lại, vị đại pháp sư này là khắc tinh của ma chúng. 19. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư được chư Phật nhiếp thọ, phải để khỏi sự chấp trước cái ta và của ta mới được chư Phật nhiếp thọ. 20. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp sư an ổn tất cả thế gian, thành tựu nguyện lực thuyết pháp của Bồ Tát. Phật tử đại Bồ Tát lại đem các căn lành hồi hướng như vậy, đó là không thủ lấy chấp trước nghiệp mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước báo mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước tâm mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước pháp mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước sự mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước nhân mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước lời nói âm thanh mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước danh cầu vạn thần mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước hồi hướng mà hồi hướng, không thủ lấy chấp trước lợi ích chúng sinh mà hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập mà vì chúng sinh hồi hướng như vậy, đó là: 1. Không thủ lấy chấp trước công đức nghiệp mà vì chúng sinh hồi hướng. 2. Không thủ lấy chấp trước quả báo tốt mà vì chúng sinh hồi hướng. 3. Không thủ lấy chấp trước tất cả tâm mà vì chúng sinh hồi hướng. 4. Không thủ lấy chấp trước tất cả pháp mà vì chúng sinh hồi hướng. 5. Không thủ lấy chấp trước tất cả sự mà vì chúng sinh hồi hướng. 6. Không thủ lấy chấp trước tại nhân địa làm tốt việc gì, tương lai sẽ đắc được quả báo tốt gì, không vì nguyên nhân đó mà vì chúng sinh hồi hướng. 7. Không thủ lấy chấp trước lời nói và âm thanh mà vì chúng sinh hồi hướng. 8. Không thủ lấy chấp trước danh cầu vạn thần mà vì chúng sinh hồi hướng. 9. Không thủ lấy chấp trước hồi hướng chúng sinh, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng thật tế mà vì chúng sinh hồi hướng. 10. Không thủ lấy chấp trước lợi ích chúng sinh mà vì chúng sinh hồi hướng. Hồi hướng tức là không chấp trước tất cả đều hồi hướng. Chúng ta người tu hành, thời khắc quán chiếu chính mình, đừng tạo nghiệp thân, đừng tạo nghiệp miệng, đừng tạo nghiệp ý. Ba nghiệp thành tịnh mới đủ tư cách làm Phật giáo đồ. Thời thời hồi quang phản chiếu, khắc khắc phải quản lấy chính mình, đừng có tình hình không giữ quỷ cụ, do đó phạm pháp bất tác, phạm bệnh bất thực. Thành thật làm người giữ bổn phận, Phật tử đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy, đó là không vì đang trước cảnh giới sắc mà hồi hướng, không vì đang trước cảnh giới thành hương vị xúc pháp mà hồi hướng, không vì cầu sinh cõi trời mà hồi hướng, không vì cầu dục lạc mà hồi hướng, không vì chấp cảnh giới dục mà hồi hướng, không vì cầu quyến thuộc mà hồi hướng, không vì cầu tự tại mà hồi hướng, không vì cầu vui sinh tử mà hồi hướng, không vì chấp sinh tử mà hồi hướng, không vì vui thích các cõi mà hồi hướng, không vì cầu vui hòa hợp mà hồi hướng, không vì cầu đáng vui chấp trước nơi chốn mà hồi hướng, không vì ôm lòng độc hại mà hồi hướng, không hoại căn lành mà hồi hướng, không nương ba cõi mà hồi hướng, không chấp vào các thiền giải thoát tam muội mà hồi hướng, không trụ vào thanh văn bích chi Phật thừa mà hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, tinh tụ đủ thứ căn lành, lại đem căn lành của mình vì chúng sinh mà hồi hướng, đó là không vì đam trước tất cả cảnh giới sắc đẹp mới tu pháp môn hồi hướng, không vì đam trước cảnh giới thành hương vị xúc pháp mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu sinh về các cõi trời mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu đủ thứ dục lạc mới tu pháp môn hồi hướng, không vì chấp vào cảnh giới năm dục mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu có quyến thuộc tốt mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu nhập vận tự tại mới tu pháp môn hồi hướng, không vì chính mình chấm dứt sinh tử để khổ được vui mới tu pháp môn hồi hướng, không vì chấp vào sinh tử mới tu pháp môn hồi hướng, không vì vui thích tam giới 25 cõi mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu gia đình hòa hợp quyến thuộc vui vẻ mới tu pháp môn hồi hướng, không vì cầu cảnh giới đáng an vui và cảnh giới đáng chấp trước mới tu pháp môn hồi hướng, không vì ôm lòng độc hại người mới tu pháp môn hồi hướng, không vì bất hoại căn lành chấp trước căn lành mới tu pháp môn hồi hướng, không vì nương vào ba cõi mới tu pháp môn hồi hướng, không vì chấp trước và tất cả thiền định, tất cả giải thoát, tất cả tam muội mới tu pháp môn hồi hướng, không vì trụ vào thanh văn và duyên giác thừa mới tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh mà hồi hướng, chỉ vì thành tựu viên mãn trí nhất thiết trí mà hồi hướng, chỉ vì được trí vô ngại mà hồi hướng, chỉ vì được căn lành thanh tịnh không chướng ngại mà hồi hướng, chỉ vì khiến cho tất cả chúng sinh vượt qua sinh tử chứng đại trí huệ mà hồi hướng,
chỉ vì khiến tâm đại bồ đề như kim cang không thể hoại mà hồi hướng, chỉ vì thành tựu rốt ráo pháp bất tử mà hồi hướng, chỉ vì dùng vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm giống tánh Phật, thị hiện nhất thiết trí tự tại mà hồi hướng, chỉ vì cầu tất cả pháp minh đại thần thông trí huệ của Bồ Tát mà hồi hướng, chỉ vì tu hành hạnh phổ hiền ở trong tận pháp giới hư không giới, tất cả cõi Phật viên mãn không thối chuyển, mặc giáp đại nguyện kiên cố, khiến cho tất cả chúng sinh trụ bậc phổ hiền mà hồi hướng, chỉ vì hết kiếp vị lai độ thoát chúng sinh thường không ngừng nghỉ, thị hiện quang minh vô ngại của bậc nhất thiết trí luôn không dứt mà hồi hướng. Bồ Tát chỉ vì giáo hóa chúng sinh, vì điều phục chúng sinh cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì đắc được trí huệ viên dung vô ngại cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì được căn lành thanh tịnh chẳng có sự chướng ngại cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì khiến cho tất cả chúng sinh vượt khỏi sinh tử chứng được đại trí huệ cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì khiến cho tâm đại bồ đề kiên cố như kim cang không thể hoại cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì thành tựu rốt ráo pháp bất tử cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì dùng vô lượng đồ trang nghiêm để trang nghiêm giống tánh chư Phật mười phương cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì cầu tất cả pháp đều đã thấu hiểu đắc được trí huệ đại thần thông của Bồ Tát cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì tu đại hạnh của Bồ Tát phổ hiển tu ở trong tận cùng hư không khắp pháp giới mười phương tất cả cõi Phật viên mãn không thối chuyển, mặc áo giáp đại nguyện kiên cố, khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ ở bậc Bồ Tát phổ hiển cho nên tu pháp môn hồi hướng, chỉ vì hết kiếp thuở vị lai độ thoát tất cả chúng sinh vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thị hiện bậc nhất thiết trí huệ đắc được quang minh vô ngại thường không đoạn tuyệt cho nên tu pháp môn hồi hướng. Phật tử, khi đại Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng thì dùng tâm hồi hướng như vậy, đó là dùng tâm bản tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm pháp tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm vô lượng tất cả chúng sinh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm không tranh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm tự tánh không chỗ khởi bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm biết các pháp không tán loạn mà hồi hướng, dùng tâm vào ba đời bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm sinh ra giống tánh chư Phật ba đời mà hồi hướng, dùng tâm được thần thông không thối thất mà hồi hướng, dùng tâm sinh thành hạnh nhất thiết trí mà hồi hướng. Cả vị đệ tử của Phật khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo đem đủ thứ căn lành của ngài tu tập vì chúng sinh hồi hướng thì dùng mười thứ tâm này để hồi hướng. Một, dùng tâm bản tánh bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng, bản tánh của tất cả chư Phật và tất cả chúng sinh là bình đẳng. 2. Dùng tâm pháp tánh bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng. 3. Dùng tâm vô lượng tất cả chúng sinh bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng. 4. Dùng tâm không tranh luận bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng. 5. Dùng tâm tự tánh không chỗ khởi bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng. 6. Dùng tâm biết tất cả các pháp không tạp loạn vì chúng sinh hồi hướng. 7. Dùng tâm vào ba cõi bình đẳng vì chúng sinh hồi hướng. 8. Dùng tâm sinh ra giống tánh chư Phật ba đời vì chúng sinh hồi hướng. 9. Dùng tâm được thần thông không thối thất vì chúng sinh hồi hướng. 10. Dùng tâm sinh thành hạnh nhất thiết trí vì chúng sinh hồi hướng. Lại vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả địa ngục mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh không vào đường súc sinh mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh không đến chỗ vua Diêm La mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả pháp chứng đạo mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả căn lành mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đúng thời chuyển bánh xe pháp, khiến cho tất cả đều hoan hỷ mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh vào bánh xe thập lực mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ vô biên phát nguyện thanh tịnh của Bồ Tát mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh tùy thuận tất cả thiện tri thức tâm khí Bồ Đà được đầy đủ mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thọ trì tu hành Phật pháp thâm sâu được trí huệ quang minh của tất cả chư Phật mà hồi hướng. Bồ Tát lại vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả địa ngục cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không vào đường súc sinh cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không đến chỗ vua Diêm La cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả pháp chướng đạo cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả căn lành cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đúng thời chuyển bánh xe pháp, khiến cho tất cả đều hoan hỷ cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh
và được bánh xe thẩm lực của Phật. Cho nên tu pháp môn hồi hướng thì khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ vô biên pháp nguyện thanh tịnh của Bồ Tát. Cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh tùy thuận tất cả thiện tri thức giáo hóa, phát tâm bồ đề pháp khí, đắc được đầy đủ. Cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh thọ trì tu hành Phật pháp thâm sâu, đắc được trí huệ quang minh của tất cả chư Phật. Cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hạnh không chướng ngại của các Bồ Tát, thường hiện tiền mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật hiện ra ở trước họ mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh được pháp quang minh thanh tịnh thường hiện tiền mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh được đại bồ đề tâm không sợ hãi thường hiện tiền mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ không nghĩ bàn của Bồ Tát thường hiện tiền mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh khắc cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho được tâm đại bi thanh tịnh thường hiện tiền mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm tốt đẹp thù thắng để trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt tan tất cả các ma nghiệp la võng đấu tranh mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh nơi tất cả cõi Phật đều không chỗ nương tu hạnh Bồ Tát mà hồi hướng, vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm nhất thiết trùng trí vào tất cả pháp môn Phật pháp rộng lớn mà hồi hướng. Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh tu tất cả hạnh không chướng ngại của Bồ Tát tu thường thị hiện ở trước họ, cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy mười phương chư Phật hiện tiền, thường nghe mười phương chư Phật nói pháp. Cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được pháp thanh tịnh sinh trí huệ quang minh thường hiện ở trước họ, cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tâm đại bồ đề không sợ hãi thường hiện ở trước họ, cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ không thể nghĩ bàn của Bồ Tát thường hiện tiền, cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh khắp cứu hộ chúng sinh, khiến cho tâm đại bi thanh tịnh thường hiện tiền, cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm tốt đẹp thù thắng để trang nghiêm tất cả cõi nước của chư Phật, cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh giải tan được tất cả các ma, đoạn tuyệt đấu tranh là võng không tạo nghiệp ác, cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh ở tại cõi nước của tất cả chư Phật đều không chỗ nương tựa thường tu hạnh Bồ Tát, cho nên tu pháp môn hồi hướng vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm nhất thiết trùng trí vào được tất cả pháp môn Phật pháp rộng lớn, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Phật tử, đại Bồ Tát lại đem căn lành này, chánh niệm thanh tịnh hồi hướng, trí huệ quyết định hồi hướng, biết hết tất cả Phật pháp phương tiện hồi hướng, vì thành tựu vô lượng trí vô ngại mà hồi hướng, vì muốn viên mãn tâm thanh tịnh thủ thắng mà hồi hướng, vì tất cả chúng sinh trụ đại từ mà hồi hướng, vì tất cả chúng sinh trụ đại bi mà hồi hướng, vì tất cả chúng sinh trụ đại hỷ mà hồi hướng, vì tất cả chúng sinh trụ đại xả mà hồi hướng, vì vĩnh viễn lìa khỏi hai chấp trụ căn lành thù thắng mà hồi hướng, vì suy ngẫm quan sát phân biệt diễn nói tất cả pháp duyên khỏi mà hồi hướng, vì lập tâm tràng đại dũng mãnh mà hồi hướng, vì lập tạng tràng vô năng thắng mà hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo lại đem căn lành của ngài tu tập có 20 điều vì chúng sinh mà hồi hướng, đó là: một, vì chánh niệm thanh tịnh mà vì chúng sinh hồi hướng; hai, vì trí huệ quyết định mà vì chúng sinh hồi hướng; ba, vì biết hết tất cả Phật pháp phương tiện mà vì chúng sinh hồi hướng; bốn, vì thành tựu vô lượng trí huệ vô ngại mà vì chúng sinh hồi hướng; năm, vì muốn đầy đủ thanh tịnh thù thắng mà vì chúng sinh hồi hướng; sáu, vì tất cả chúng sinh trụ tâm đại từ mà vì chúng sinh hồi hướng; bảy, vì tất cả chúng sinh trụ tâm đại bi mà vì chúng sinh hồi hướng; 8. Vì tất cả chúng sinh trụ tâm đại hỷ mà vì chúng sinh hồi hướng; 9. Vì tất cả chúng sinh trụ tâm đại xả mà vì chúng sinh hồi hướng; 10. Vì vĩnh viễn lìa ngã pháp hai chấp trụ nơi căn lành thù thắng mà vì chúng sinh hồi hướng; 11. Vì suy ngẫm quan sát phân biệt diễn nói tất cả pháp duyên khởi mà vì chúng sinh hồi hướng; 12. Vì kiến lập tâm trạng đại dũng mãnh mà vì chúng sinh hồi hướng; 13. Vì kiến lập tạng vô năng thắng mà vì chúng sinh hồi hướng; vì phá các chúng ma mà hồi hướng; vì được tất cả pháp thanh tịnh tâm không ngại mà hồi hướng; vì tu tất cả hạnh Bồ Tát không thối chuyển mà hồi hướng;
vì được tâm thiết cầu thắng pháp đệ nhất mà hồi hướng, vì được tâm thiết cầu các pháp công đức tự tại thanh tịnh nhất thiết trí mà hồi hướng, vì viên mãn tất cả nguyện trừ tất cả tranh luận, được pháp thanh tịnh tự tại vô ngại của Phật, vì tất cả chúng sinh chuyển bánh xe pháp bất thối mà hồi hướng, vì được pháp thù thắng tối thượng mặt trời trí huệ của Như Lai trong ngàn quang minh trang nghiêm chiếu khắp tất cả chúng sinh pháp giới mà hồi hướng, vì muốn điều phục tất cả chúng sinh tùy sự ưa thích của họ, thường khiến cho đầy đủ không xả bỏ nguyện xưa hết thuở vị lai nghe chánh pháp tu tập đại hạnh được trí huệ thanh tịnh, lìa quang minh cấu bẩn, đoạn trừ tất cả sự kiêu mạn, tiêu diệt tất cả phiền não, xé tan lưới ái dục, phá tối ngu si, đầy đủ pháp không cấu bẩn, không chướng ngại mà hồi hướng. Vì tất cả chúng sinh nơi A Tăng kỳ kiếp thường xuyên tu tập hạnh nhất thiết trí, không có thối chuyển, mỗi mỗi đều khiến cho được trí huệ vi diệu vô ngại, thể hiện thần thông tự tại của chư Phật, không có ngừng nghỉ mà hồi hướng. 14. Vì phá tan tất cả chúng ma mà vì chúng sinh hồi hướng. 15. Vì được tất cả pháp môn đều thành tựu thanh tịnh, tâm viên dùng vô ngại mà vì chúng sinh hồi hướng. 16. Vì tu tất cả hạnh Bồ Tát vĩnh viễn không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác mà vì chúng sinh hồi hướng. 17. Vì được an vui cầu pháp thủ thắng đệ nhất phát tâm đại bồ đề mà vì chúng sinh hồi hướng. 18. Vì tâm trí huệ được an vui cầu các pháp công đức tự tại thanh tịnh nhất thiết trí mà vì chúng sinh hồi hướng. 19. Vì đầy đủ tất cả đại nguyện, tiêu trừ tất cả tranh luận, đắc được nhậm vận tự tại của Phật pháp thanh tịnh không chướng ngại, vì tất cả chúng sinh thường chuyển bánh xe pháp không thối chuyển mà vì chúng sinh hồi hướng. 20. Vì được pháp thù thắng tối thượng của Phật trí huệ như ngàn mặt trời trăm ngàn quang minh trang nghiêm chiếu khắp tất cả pháp giới chúng sinh mà vì chúng sinh hồi hướng. 21. Vì điều phục tất cả chúng sinh căng cường Bồ Tát từ bi đối với chúng sinh tùy theo sự ưa thích của chúng sinh thường khiến cho được đầy đủ.